Tôi đã hết tức ngực khó thở do trào ngược thực quản bằng 5 cái bí quyết đến từ bác sĩ xoa bóp. Tâm biết rằng là rất nhiều người bị trào ngược thực quản, bị chứng đau và tức ngực, cảm thấy rất là khó thở và nó bị ảnh hưởng đến cái sinh hoạt cũng như là cái giấc ngủ rất là nhiều. Bởi vì là khi mà chúng ta cảm thấy đau tức ngực thì cái việc mà giao tiếp chúng ta không còn diễn ra như bình thường nữa và ảnh hưởng đến cái giấc ngủ. Mà cái việc là ngủ không đủ thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều bệnh khác nhau, như là các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường và béo phì chẳng hạn, thậm chí là gây cả vô sinh, rất là nhiều bệnh. Chính vì thế mà hôm nay Tâm sẽ làm cái video này để chia sẻ với mọi người cái cách chúng ta xoa bóp để giảm đi được các cái chứng mà đau ngực, tức ngực. Và thật sự là cái cách này rất nhiều người áp dụng và họ đã có hiệu quả. Và hy vọng rằng là mọi người sau khi áp dụng những cách này, nếu thấy hiệu quả hoặc có bất cứ những cái câu hỏi gì thì hãy comment xuống dưới để Tâm có thể trả lời cho mọi người nhé. Thì cái cách đầu tiên trong cái cách xoa bóp này thì nó rất là đơn giản. Mọi người hãy lấy hai cái ngón tay cái này, chúng ta sẽ xoa khắp mặt của chúng ta như thế này. Chúng ta sẽ xoa khắp mặt như thế này. Đó, mọi người sẽ cứ làm như thế này thì cái cảm giác mà đau tức ngực thì nó cũng sẽ đỡ mọi người nhé. Đó, mọi người sẽ xoa như này, coi như là một cái cách để mình mát xoa mặt luôn, và nó cũng sẽ có rất là tác dụng vào cái bệnh mà bị tức ngực khó thở do trào ngược thực quản. Cái cách thứ nhất nó chỉ đơn giản như thế thôi. Nếu mà mình áp dụng xong cái cách thứ nhất này mà mình thấy vẫn còn đau tức ngực thì mình sẽ áp dụng tiếp đến cái cách thứ hai, đó chính là cái cách mà mình sẽ bóp giống như thế này, mà mình bóp sẽ véo lên, nhưng mà mình sẽ bóp ở cái phần ngực này của mình. Mình sẽ bóp dần sang đây. Mình sẽ bóp véo lên, nhấc lên như thế này. Đó, mọi người sẽ bóp nhấc lên. Bóp nhấc ở lên. Thì rất nhiều người nói rằng là sau khi mà họ sử dụng cái cách mà cách thứ hai, cái cách bóp và nhấc lên như thế này thì họ đã thấy bớt bị đau và tức ngực, bớt khó thở. Thì mọi người cứ làm như thế này đến khi mình cảm thấy dễ chịu thì mình sẽ dừng lại. Nếu cái cách thứ hai này mà mọi người sử dụng mà nó vẫn chưa mang lại hiệu quả thì Tâm sẽ giới thiệu với mọi người cái cách xoa bóp thứ ba. Cái cách xoa bóp thứ ba này thì mình cũng bóp nhấc lên, nhưng mình bóp ở phần vai và phần lưng. Phần vai mình cũng bóp nhấc lên như này. Bóp nhấc lên nhé cả nhà nhé. Đó, mình cứ bóp nhấc lên và mình sẽ quay lại cái phần lưng để mình bóp cho mọi người xem nhé. Cái phần lưng này, phần lưng thì mình cũng bóp xuống, mình cũng bóp này. Đó, mình bóp từ thắt lưng mình bóp lên. Đó, mình cũng bóp lên, mình bóp như này. Đó, người chú ý là mình sẽ bóp đến khi mà mình cảm thấy là mình đã dễ chịu và dễ thở hơn và không còn đau tức nữa thì mình sẽ dừng lại cái phương pháp này. Còn cái cách thứ tư nữa, nếu mà mọi người cảm thấy cái cách thứ ba mình vẫn chưa đỡ thì mình sẽ sử dụng cái máy sấy. Mình sẽ bật chế độ sấy này ở chế độ cao nhất và mình sẽ sấy ở cái phần vai này của mình, xung quanh vai, và mình sẽ sấy từ dưới cổ này đến xuống dưới phần bụng này của mình. Mình cứ sấy này, sấy như này, sấy ở phần vai nữa. Sấy phần vai, sau đấy mình lại sấy ra phần từ phần cổ cho đến phần dưới bụng của mình như thế này. Đó. Và nếu mà cái cách thứ tư này vẫn chưa mang lại hiệu quả thì Tâm sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tiếp theo, đó là cái cách tập hít thở. Hít thở sâu. Đó, tập hít thở để cho mình sẽ có nhiều cái oxy vào trong cơ thể mình hơn, bởi vì mình đang bị đau tức và khó thở. Nên là cái việc mà bị thiếu oxy thì nó sẽ dẫn đến là cái não của mình nó sẽ hoạt động kém đi. Thì mình sẽ tập hít thở, mình sẽ hít sâu và phồng bụng ra, giữ cái hơi thở của mình trong 6 giây. Sau đó mình sẽ thở ra và sau đấy thì mình sẽ thực hiện là mình sẽ hít lại nhé. Đó, thì khi mà mình hít thì cái bụng của mình sẽ phồng ra và mọi người sẽ giữ cái hơi đấy trong 6 giây. Và sau đấy mình thở ra. Lúc đầu làm có thể mình sẽ thấy nó rất là khó, nhưng mà mình luyện tập nhiều cái tập cái hơi thở của mình thì nó sẽ rất là tốt. Hít thở sâu thì sẽ rất là tốt, nó sẽ giảm cái axit ở trong máu cũng như ở trong dạ dày của chúng ta.
Thì hy vọng rằng với 5 cái mẹo này sẽ giúp mọi người sẽ hết bị đau tức và khó thở. Và nếu có bất kỳ một cái câu hỏi nào hoặc là bất kỳ những cái phản hồi tích cực nào thì hãy comment xuống dưới để Tâm biết nhé. Và Tâm sẽ tiếp tục sẽ làm những cái video để chia sẻ với mọi người. Việc của mọi người là hãy áp dụng và hãy để lại những cái comment về cái hiệu quả sau khi mà mình thực hiện. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Tâm, ấn vào hình quả chuông để nhận được những thông báo về những video sớm nhất mà Tâm up lên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.